Xin chào các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một bảng quần áo rất là đẹp nhé. Vậy là chị đã hoàn thành xong bảng quần áo rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.